Vâng, và rất là vui mừng chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì trong buổi sáng ngày mùng 1 ngày hôm nay thì bên em đang tiến hành setup căn chỉnh cũng như là hoàn thành nốt tất cả những cái bước chuẩn bị để giao một bộ cấu hình. Trong bộ cấu hình này thì sẽ là một sự xuất hiện của cặp loa VK720 phiên bản mặt xanh Coban. Và trên phiên bản là loa thùng bát 40 sẽ cho chúng ta được 6 loa lớn bè có mặt trên một thùng, và chắc chắn một chiếc chung lớn như thế này sẽ giúp cho cái khả năng hát karaoke sẽ rất chi tiết và mạnh mẽ. Đối với tất cả những cái dòng loa hiện tại đang có mặt trong showroom của Lorem Audio thì đều có thể hỗ trợ hát karaoke rất tốt, còn khả năng nghe nhạc thì tuyệt vời. Bên em khai thác gọi là tối đa những cái công suất cũng như là công dụng của những chiếc loa, những cái thiết bị để chúng ta sẽ có được làm sao cho nó rút gọn nhất mức đầu phi đầu tư kinh phí nó thấp nhất. Trên phiên bản VK720 mặt xanh Coban sẽ cho chúng ta khai thác mức công suất ổn định trong ngưỡng 500W và có thể chơi tối đa lên đến 700W. Đây là những thông số của nhà sản xuất đưa về. Đây là sản phẩm mang thương hiệu WeWood, được sản xuất tại phân xưởng lớn nhất thế giới đặt tại Đài Loan, Made in Taiwan. Với 12 triệu đồng chúng ta sẽ có được một cặp loa, sở hữu một cặp loa rất là chất lượng và mạnh mẽ, uy lực, thiết kế đẹp, cổ điển, mang phong cách rất là Tây Âu. Hai siêu chép, hai chép giấy, một chung lớn 20 và một bát 40, rất là mạnh mẽ luôn. Và đây thì đang là sự góp mặt của 40 không dây VK321 trước đây X7DC. Luôn luôn đi cùng nhau để cho chúng ta khai thác những cái tín hiệu cũng như là những cái bản karaoke nó được chi tiết, sắc nét và hay nhất. Thì đối với những cái bộ cấu hình như vậy thì thường thường là bên em cũng có hướng cho các bác, nhưng hầu như là các bác cũng đã xem trên kênh thì được biết cái độ phủ của chiếc đẩy X7DC nó rất là lớn, và đã có rất là nhiều người dùng. Chính vì vậy chúng ta sẽ có cái cơ sở của chúng ta nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Khi kể cả ví dụ như có những cái hàng mới, lô hàng mới về thì chúng ta cũng cần để cho những người trước người ta trải nghiệm, người ta phản ánh, phản hồi lại. Nhưng ở đây thì đối với X7DC 2 năm nay rồi, nó luôn có mặt trong tất cả những cái bộ cấu hình và nó sẽ rất rút gọn, tích hợp đầy đủ tính năng, rất ok, nghe nhạc hay, hát hay, rút gọn và rẻ tiền. Công suất lớn 1000W một kênh, hai kênh, và chúng ta có thể chơi được hai đôi loa, đằng sau có bốn cửa vào, bốn cửa ra loa. 40 không dây VK321 rất nhiều tính năng, có thể giúp chúng ta chơi bền bỉ trong một thời gian rất là dài. Thì đây là cái dòng thức dòng micro cũng được khai thác rất là nhiều ở những phòng karaoke kinh doanh. Nhiều tính năng, cảm biến gia tốc, cảm biến nhiệt, có chiếc lắp xét sóng, rồi khóa trẻ em rất là đặt ở đây. Đặc biệt là ở đầu mic có sử dụng một cái công nghệ phủ bạc nano kháng khuẩn, chúng ta sẽ không bị để lại cái mùi hôi cũng như là không bị nhiễm vi khuẩn nằm ở trong đây. Trong ví dụ chúng ta dùng một thời gian dài và truyền tay qua nhiều người hát thì trên cái phiên bản mic này nó sẽ xử lý rất là sạch sẽ. Vâng, và đối với bộ cấu hình này thì tổng vốn giá trị lên tới 22 triệu, và bên em đang giảm trừ 1 triệu đồng trên phiên bản VK321 này thì là chỉ còn 21 triệu, và sẽ bàn giao tận nơi miễn phí 100% phí vận chuyển cho các bác. Nếu ở gần bên em lắp đặt tận nhà cũng miễn phí luôn, rất là ok về dịch vụ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một bản karaoke được thể hiện trên cặp loa trông rất là cổ điển này. Và sau đây thì em sẽ hát một bản nhạc mới, một bản nhạc có nhiều cái nhạc cụ điện tử, một bản phối sẽ giúp chúng ta có thể đánh giá được cái sự đa năng. VK720 không chỉ nghe những bản nhạc bolero, nhạc vàng, và còn xử lý rất tốt những cái bản nhạc điện tử, nhạc mạnh. Sau đây chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe vào và hát một bản nhạc nhẹ, nhạc điện tử nhé. Thank you.
để lại những ký ức anh và em, tìm em trong cơn mưa. Anh thân thơ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã xa xa, vụt mất theo cơn mưa ngày qua. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng đi tách rơi. Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho em nhận khoảnh khắc cho anh nhận ra. I love you, I love you so. Khoảnh khắc cho anh gần em. Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em, em trong cơn mưa. Anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa, vụt mất theo cơn mưa ngày qua. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá. Khoảnh khắc cho anh gần em.